Đức tiếp dẫn Phật trong Long Hoa Đại Hội. Đức tiếp dẫn Phật là vị Phật tiếp rước dẫn độ hóa duyên cho chúng sinh được biết đến đạo Pháp, đi theo đúng chánh Pháp. Khi chúng sinh đến với cửa đạo, nhờ vào ánh sáng diệu quang của Ngài mà khởi lên lòng mến mộ đạo Pháp, quyết tâm hành đạo, tu dưỡng tinh tấn. Khi thoát xác lại được nhìn thấy ánh đạo quang từ cảnh phướng của Ngài mà hồi hướng về bến bờ an lạc, chuyển sinh cực lạc quốc. Ngài thì hiện thân ảnh nam nhân dạng, thân khoác đạo bào trắng, trên đầu đội nhật nguyệt mạo. Hai bên mão này có biểu tượng cổ pháp tam giáo và cân thiên bình. Ngài đứng trên tòa sen trắng, chân đi xè trắng. Tay phải Ngài đưa về phía trước, thay ngửa bàn tay, bắt thấy nguyệt ấn. Tay trái Ngài cầm cây phướng giơ lên cao. Trên phướng ấy có biểu tượng cổ pháp tam giáo ở phần đầu phướng. Kế tiếp bên dưới có đóa sen mãn khai, hai chữ thượng phẩm dọc theo thân phướng, rồi lại đến một đóa sen mãn khai ở phần cuối thân phướng. Hai bên thân phướng này có ba cặp tu rua, là ba màu vàng, xanh, đỏ, tượng trưng cho ba màu tam thanh xếp từ trên xuống dưới. Dưới cuối thân phướng cũng có ba đuôi tu rua xếp từ trái qua phải, là vàng, xanh, đỏ,